Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman đây. Ngày hôm nay mình sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi một nhân vật cực kỳ là mạnh đó các bạn ơi. Nhắc lại một lần nữa là nhân vật này cực kỳ mạnh luôn. Thì cái nhân vật này á, là mình được các bạn gợi ý cho mình. Các bạn kêu á, là cái nhân vật này á có khả năng có thể tiêu diệt được hết tất cả những SCP, những quái vật mạnh luôn các bạn à. Và mình cũng rất là tò mò về nhân vật này. Và các bạn biết nhân vật đó là ai hay không? Đó chính là nhân vật SCP-096-V3. Ok, thì cái nhân vật này á, là mình cũng mới vừa tìm hiểu thôi. Cái nhân vật này á, là một SCP gì đó mà gọi là cũng là 096 luôn các bạn. Nhưng mà nó là bản V3, là một cái bản gọi là cực mạnh luôn các bạn à. Và mình sẽ không có gọi nó là SCP-096-V3, mà mình sẽ gọi nó một cái tên rất là khủng luôn các bạn. Đó là SCP-096 Huyền Thoại đó. Và lý do tại sao mà mình gọi SCP này là SCP-096 Huyền Thoại á, thì các bạn hãy xem video đi, các bạn sẽ biết nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào nghi thức triệu hồi thôi các bạn ơi. Let's go. Ok, bây giờ là mình đang trên đường trở về ngôi làng của mình. Tại tất cả những cái món đồ mà để thực hiện nghi thức á, mình đều để ở trong làng hết các bạn à. Ơ, ở đây có người nằm nè. Ủa, cái gì vậy? Quê mọi người, ở đây có người đang ngất xỉu hay gì nè, có ai giúp không? Quê, có ai giúp không vậy? Ok, bây giờ sao đây các bạn? Ok, thôi lát tí nữa có người giúp à. Bây giờ mình cái quan trọng là mình phải thực hiện nghi thức cho các bạn xem cái đã. Rồi, tất cả những cái món đồ mà mình thực hiện nghi thức. Ơ, ở đây khoan từ từ. Ở đây lại có thêm những cái người canh gác nữa nè các bạn. Quê, cái ngôi làng của mình bữa nay bị làm sao vậy? Oh my god, chẳng lẽ nào người ta biết mình thực hiện nghi thức triệu hồi SCP-096 Huyền Thoại, cho nên là người ta đã gọi là đưa những cái người này tới đây để bảo vệ những người trong làng. Chẳng lẽ nào SCP đó mạnh đến như vậy hay sao? Rồi ok, những cái món đồ mà mình để thực hiện nghi thức á, mình không có để ở trong những cái nhà này nha các bạn, mà mình để ở cái nhà cao nhất đằng kia. Các bạn đố các bạn biết á là nhà đó của ai nè, bình luận bên dưới nha. Ok, đó là nhà ông trưởng làng các bạn à. Rồi ok, what, ở đây lại có một người nằm ở đây nữa nè. Wait, what, cái gì vậy? Ngôi làng này bị làm sao bạn ơi? Rồi ok, bây giờ mình làm sao để mình lên trên đây? Ok, mình bay lên trên gió lẹ. Rồi ok, thì á, tại sao mà hả mình lại hả để trong nhà của ông trưởng làng? Tại vì á, ở trong nhà ông trưởng làng không có ai dám vô hết á, chỉ có mình vô thôi các bạn ơi. Còn những người trong làng người ta không dám vô. Chứ nếu mà mình để ở ngoài á, mà người ta thấy được cái rương này á, người ta sẽ làm gì? Để mình mở ra cho các bạn coi. Đó, người ta sẽ triệu hồi hai SCP-096 này. Đó chính là SCP-096 bị đóng băng 100 năm và SCP-096 bình thường đó. Ở đây mình có thêm một cái cây này nữa. Rồi đây là cái chỗ để triệu hồi nè các bạn. Rồi tại sao mà tự nhiên á gọi là triệu hồi SCP-096 Huyền Thoại mà lại có hai SCP-096 này ở đây? Thì tại vì ngày hôm nay mình phải kết hợp hai SCP-096 này lại với nhau thì nó mới ra được SCP-096 Huyền Thoại nha các bạn. Giờ là mình sẽ đào một cái hố ở đây để mình gọi là thực hiện cái nghi thức nha các bạn. Ok, thì những bạn nào mà biết về những cái con quái vật hay là những cái con SCP hay là những cái con gì đó nó mạnh thiệt là mạnh á, các bạn bình luận ở bên dưới đó, recommend cho mình, đó là gợi ý cho mình á để mình biết đó. Thì nhờ các bạn mà mình mới biết tới là SCP-096 Huyền Thoại này, chứ thực sự mình cũng không biết luôn các bạn. Trước giờ mình cứ tưởng là chỉ có SCP-096 bị đóng băng 100 năm và SCP-096 bình thường thôi, ai ngờ đâu lại có thêm những cái SCP này nữa. Ok, vậy bây giờ á là mình phải triệu hồi, các bạn nhớ bình luận ở bên dưới chỉ cho mình những SCP mạnh nữa nha. Rồi ok, bây giờ á là mình sẽ đào cái hố này, tại vì các bạn biết sao không, muốn gọi là hạ thực hiện nghi thức này á là phải đào ra một cái hố như thế này đó. Để làm gì? Để cho hai SCP của mình á nó vào đây rồi mình mới thực hiện được. Mà bây giờ mình phải đợi trời mưa nữa các bạn ơi, phải đợi trời mưa nữa mới được. Rồi ok, không sao, không sao hết, chúng ta sẽ đặt ra hết những cái món đồ cần thiết đi, rồi sau đó đợi trời mưa là chúng ta tiến hành luôn đó. Cho nên là mình phải đào luôn cái hố này các bạn. Đấy, rồi có một cái hố như thế này rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái này ra. Đấy, cái này là cái để mà gọi là triệu hồi các bạn. Tất cả những cái gì mà các bạn muốn triệu hồi á thì là nhờ cái này đó. Rồi ok, bây giờ là mình chưa dám đặt ra đâu, tại vì mình cần phải có trời mưa. Đấy, các bạn biết là cái cây này là cái gì không? Đây là cây đinh ba tạo ra sấm sét đó. Rồi bây giờ mình phóng nè. Đấy, chưa có sấm sét tại vì không có trời mưa các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ á là chưa có sấm sét nên là mình bắt buộc phải đợi trời mưa đó mới có thể tạo ra sấm sét nha các bạn. What, đằng kia có con gì các bạn? Oh my god, nó bắt dân làng kìa. Oh my god, nhìn nó kìa, đáng sợ các bạn. Ok, nó bắt dân làng kìa. What, cái con này lần đầu tiên mình thấy luôn các bạn. Rồi oh yeah, trời mưa rồi các bạn ơi. Ok, giờ mới để ý trời mưa rồi, trời mưa rồi, chúng ta phải chạy lại kia thôi. Ok, mỗi lần trời mưa là nó xuất hiện ra những cái con gì các bạn ơi, nhìn ghê quá. Ok, mình sẽ quay lại cái hố của mình. Ê, dân làng. Oh what, cái gì đây, cái gì đây? Oh, cái này là cái người mà gọi là cầm súng hồi nãy mà, cái người cảnh sát các bạn, cái người mà gác cái làng của mình nè, canh gác cho cái làng của mình nó. Sao ơ, tự bị gì vậy?
quá chẳng hiểu luôn các bạn ơi. Thôi kệ người ta đi, bây giờ á là mình tranh thủ đi, mình sẽ cho SCP-096 ra trước. À, ok, tiếp theo đó chính là SCP-096 bị đóng băng 100 năm. Ra đi. Rồi bây giờ là sấm sét vô nè, sấm sét tới luôn. Chà, rồi dính sấm sét rồi các bạn ơi, cái dòng biến mất rồi. Bây giờ để đây xem coi như thế nào. Ok, bây giờ á là hai SCP, ủa sao chưa có gì các bạn, mình định kết hợp hai SCP này lại nhưng mà bây giờ mình chưa cảm thấy gì luôn á. Oh my god, hai SCP này hãy làm gì đi chứ. Come on, let's go. Bây giờ là phải kết hợp với nhau trở thành SCP huyền thoại đi nào. Ok, mình có sai cái gì không ta? Come on, nhanh lên. Ok, đó, đang đứng lên, ngồi xuống rồi các bạn ơi. Oh my god, cố lên nào. Sao nó không chịu kết hợp lại với nhau ta? Hay là mình làm gì đó sai sai rồi hay sao á? Nãy giờ hai này nó cứ ngồi ở đây ghi các bạn, nó không kết hợp lại với nhau, trong khi là mình đã tạo ra cái này, chính là cái này đó, cái chỗ để chịu hồi và mình đã gọi là phóng sấm sét vô để cho nó kích hoạt rồi, mà sao hai con này nó không kết hợp lại với nhau, nó làm gì vậy trời? Chẳng lẽ nào không? Ui hết hồn, thanh niên này hết hồn. Ui thì ra đây là cái con mà hồi nãy bắt dân làng à. Rồi ok, thì thật sự mình không biết là tại sao mà nó không kết hợp lại, hay là mình làm sai cái gì đó ta? Mình đã nghiên cứu kỹ càng lắm luôn rồi các bạn ơi, nhưng mà sao không được. Kỳ lạ thật sự ấy, mình làm sai cái gì, chắc chắn là mình đã làm sai cái gì rồi đó các bạn ơi. Bây giờ làm sao đây các bạn? Ok, ở ngoài đây á bây giờ mưa quá trời luôn các bạn ơi, trời đánh nhau kìa, đánh nhau từ lưa đằng kia hết kìa, chả hiểu cái con gì đang đánh nữa bạn. Hoàng ơi, ôm mặt rồi. Quê, hình có khi nào chuẩn bị kết hợp không? Chuẩn bị kết hợp các bạn ơi. Nếu mà cái này là ôm mặt là chuẩn bị nó đánh nhau, nhưng mà theo mình nghĩ là nó chuẩn bị kết hợp lại với nhau các bạn. Ok, bây giờ để xem coi nó cứ kết hợp không nha. Trời ơi, chẳng lẽ nào mình, nếu mà đúng kết hợp thật sự á là chắc chắn là nó sẽ ra SCP-096 huyền thoại cho các bạn thấy. Còn nếu mà mình làm sai thì chịu rồi các bạn ơi. Rồi ok, đánh nhau đi. Ủa, gì kỳ vậy? Sao nó bỏ chạy rồi? Quê. Bạn ơi, bạn bỏ chạy đâu vậy? Nó đâu vậy? Oh my god, nó làm cái gì đó bạn ơi. Rồi thông không thành công rồi, hình như mình đã làm sai gì rồi bạn ơi. Rồi ok, quay từ. SCP-096 bị đóng băng 100 năm cũng đang gọi là đứng dậy nữa bạn ơi. Cũng đang đứng dậy chuẩn bị làm cái gì nè. Rồi ok. Quay, chuẩn bị kết hợp thôi. Không các bạn không, nó đang đứng đằng kia mà nó quay trở lại đây nè. Khi mà SCP-096 bị đóng băng 100 năm đứng dậy á là đang đứng đằng kia đúng không? Nó chạy lại đây bắt đầu kết hợp rồi. Kết hợp các bạn ơi. Chuẩn bị kết hợp rồi. Ok. Kết hợp đi nào. Kết hợp trở thành SCP-096 huyền thoại cho mọi người xem đi nào. Ok, để xem coi là mạnh như thế nào. Come on. Ok, what? Cái gì vậy? Trời ơi, thì ra là nó chỉ đứng dậy nó đánh con kia thôi. Vậy là mình làm sai rồi các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, mình vừa mới tham khảo xong cái công thức thì mình làm sai. Tính ra mình phải làm như thế này mới đúng nè. Rồi ok, phải có những cái thứ liên quan tới những con SCP này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho lên cao nha các bạn. Ok, đứng ở dưới đây khá là nguy hiểm, cho mình cho lên cao đi. Cho lên cao một tí. Rồi ok. Rồi lên cao một tí nha các bạn. Mình muốn nó lên cao, tại vì các bạn á, muốn chịu hồi á là phải có những cái thứ liên quan tới những cái con SCP này nó mới gọi là xuất hiện. Còn cái cách hồi nãy là cái cách cuối cùng chứ không phải là cách chuẩn bị để làm. Rồi ok, bây giờ nè, phá hết này đi. Đấy, bây giờ mình phá hết cái này cái đã. Mình chừa lại cái chỗ này các bạn ơi. Rồi ok, phá hết đi. Rồi ok, cái đó để tạm thời vậy đi. Rồi bây giờ là mình sẽ xây một cái chỗ như thế này nha các bạn. Một cái phòng nha các bạn. Cái này là một cái phòng á, chứ không phải là cái gì đâu. Rồi ok, đây là một cái phòng để mình làm gì, để mình cho một SCP lên đây. Đấy, các bạn ơi, khổ lắm các bạn à, làm sai nên là mất thời gian, mình phải cho nó lên mây vậy để cho biết sao không có ảnh hưởng tới những cái người dân làng ở dưới. Rồi ok, cho lên cao nè. Rồi bây giờ á là tại sao mình lại làm một cái căn phòng kim cương như thế này thì tí nữa mình sẽ nói cho các bạn biết. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bedrock, mình sẽ nối cái đường này qua đây. Nối một cái đường qua đây các bạn à. Đấy, các bạn phải bình tĩnh, mình sẽ làm cho các bạn xem. Rồi ok, một cái đường như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy băng, mình không biết là băng này nó có bị tan hay không, mình không biết. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để mình xem, để mình coi là khi trời như thế này nè, băng có bị tan hay không. Ok, chắc là nó không tan rồi bạn ơi. Rồi các bạn có biết là mình làm như vậy là như làm để làm gì hay không thì các bạn có thể bình luận bên dưới nha. Rồi sau đó tí nữa mình sẽ nói cho các bạn biết. Rồi hồi nãy mình xây cái này là 1, 2, 3, 4 đúng không? Rồi ok, bây giờ là mình sẽ tiếp tục đó, xây lên y như cái căn phòng kế bên luôn đó. Các bạn sẽ từ từ các bạn sẽ hiểu thôi, không sao hết nha. Rồi ok, bây giờ mình đang xây các bạn ơi. Đấy, nói chung là hồi nãy mình làm hơi sai một tí, hơi sai. Đấy, rồi ok.
xây lên. Ok, nhưng mà mình thấy nó đủ cao cho ta, để mình xem coi. Nếu mà nó chưa đủ cao, cái này hình như là chắc chưa đâu bạn ơi, mình phải lên thêm một lần nữa. Đó, mình lên thêm một lần nữa cho nó làm một cái ô vuông các bạn. Đấy, cho nó làm một cái ô vuông thì nó mới đủ cao được. Rồi ok, chưa được đâu nha bạn, chưa xong đâu nha. Cái này chỉ là mới vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm bếp rock ở bên đây. Rồi cách ra mấy ô ta? Mình cách ra khoảng 2, 3, 4 ô luôn cho nó tròn y như cái kia luôn. Rồi ok, bây giờ á là cách ra như thế này rồi. Đó, sau đó mình sẽ làm ra tiếp, mình sẽ xây lên như thế này. Ok, nhưng mà cái này là mình chặn lại như thế này nè. Ơi cái này có 3 ô các bạn ơi, cái này có 3 ô à, chưa được. Ok vậy cũng được rồi, cãi nó đi, mình chỉ cần xây cao lên là đẹp rồi. Đấy, rồi ok các bạn nha. Bây giờ là cái lúc mà nói chung là khá là khó khăn và khá là gắt nha các bạn, cho nên là mình sẽ cố gắng làm cho nó thật là nhanh để cho các bạn coi đó, nó chịu hồi ra làm sao, rồi SCP huyền thoại là như thế nào. Đấy, ok, cái chỗ này nhỏ quá các bạn ơi, mình phải xây bự ra nữa, đợi mình tí nha. Rồi nè các bạn ơi, các bạn nhìn đây, đây là cái nơi mà mình đã vừa mới xây lên, các bạn thấy như thế nào đó, các bạn thấy được không? Rồi cho các bạn coi xung quanh nè, đó chính là 3 căn phòng. Đấy, rồi hết là trời mưa rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình tranh thủ nha các bạn, không có nhiều thời gian đâu. Bây giờ mình sẽ bỏ SCP-096 bình thường vô đây. Rồi ok, mình sẽ đóng cửa lại. Đó, đóng lại hết, nó đang nhìn mình các bạn ơi. Nó đang nhìn mình đấy, ghê. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ SCP-096 bị đóng băng 100 năm vô đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đóng lại. Đấy, ok, đừng cho nó nhìn mình. Rồi không biết là thành công hay không đây nữa, tìm hiểu kỹ lắm rồi đó. Rồi bây giờ đặt cái này ra đây. Ở giữa nè các bạn ơi, hai căn phòng này sau khi mà mình đã gọi là nghi thức diệu hồi, nó sẽ kết hợp và nó sẽ đưa nhân vật kia tới căn phòng này. Cặn quá các bạn, nói thiệt với các bạn luôn á, mình sợ bị fail giống hồi nãy quá. Ok, rồi quay từ phá bớt cái này đi. Trời ơi, sao mà hả, thấy nó rung sao ấy. Ok, phá bớt cái này đi các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình phá cho nó lẹ nè. Đấy, các bạn thấy phá lẹ không? Ấy, phá cho nó nhanh các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ lên lại nè. Rồi, cái này căng lắm nha các bạn. Trời đang mưa luôn, nói chung là rất là lợi thế cho mình, tại vì mình đang cần trời mưa mà. Rồi ok, nhanh nha. Rồi ok, bây giờ mình chuẩn bị phóng nha các bạn. Phóng sấm sét vô đây. Rồi ok, không biết là sẽ như thế nào đây nữa. Ok, bây giờ phóng sấm sét vô nè. Dạy ơi, mong là nó sẽ thành công. Chớp xét rồi, chà, rồi biến mất rồi các bạn ơi. Oh my god, không biết là sao đây. Không biết là như thế nào đây các bạn. Ủa, không biết là hai nhân vật kia nó có biến mất chưa nữa. Biến mất giùm cái đi nha. Ok, mở cửa ra. Ok, quay, biến mất rồi bạn ơi, biến mất rồi. Oh yes, biến mất rồi bạn ơi, còn mình đây. Mong nó sẽ biến mất đi, biến mất nào. Ok, có, nó biến mất rồi. Yeah, các bạn ơi, hai căn phòng giống không luôn. Đây các bạn ơi, băng của cái SCP-096 đóng băng nó tạo ra nè các bạn thấy không. Rồi ok, được rồi, bây giờ là mình sẽ mở căn phòng bếp rock kia ra để xem coi như thế nào nha các bạn. Ok, mở cửa ra. Ok, what? Wait, mình bị cái gì nè, Oh my god, cái gì vậy? Wait, cái gì vậy? Mình mới bị gì vậy? Oh my god, nó có trong đó không? Ok, mở cửa ra coi. Ok, what? Mình mới, oh my god, wait, nó trống kìa. Rồi, nó đang ngồi các bạn ơi. What, nó cao như vậy? Ơi, nó cao lắm luôn các bạn. Why? Nó cực kỳ cao, hồi nãy mình thấy cái đầu nó nhô lên tới đây luôn nè. Chẳng lẽ nó cao lên tới đây luôn hả? Cái gì nó cao vậy? Ok, bây giờ mình sẽ cho nó ra ngoài, hứa coi xem như. Ui, nó leo tường kìa. Ui, nó leo lên kìa. Wait, what? Cái gì vậy? Ok, nó đâu rồi? Ui, nó mất tiêu rồi. Wait, alo, bạn ơi, bạn có trong không? Alo. Ok, ui, nó kìa, phá ra cho nó ra các bạn ơi. Phá ra cho nó ra. Ok, ra ngoài đi bạn ơi. Ra ngoài đi. Ok, ra ngoài đi, nhanh lên. Oh my god, các bạn ơi, nhìn kìa. Oh my god, các bạn ơi, nhìn nó kìa. Ui, nó cao thiệt luôn các bạn. Ok, nó biết nó mạnh không nữa. Rồi ok, hay quá. Ra ngoài. Oh my god. Wow, nó cao kìa. Mình đang đứng ở dưới nè. Trời ơi, nó cao hơn mấy hai SCP kia ghê nhiều luôn các bạn. Ok, sấm sét lên nhìn ghê quá các bạn ơi. Sấm sét lên nhìn ghê quá. Rồi nó đang đứng ở đây. Oh my god, nhìn nó kìa. Ôi, hình như nó muốn tấn công cái gì đó các bạn ơi. Hình như nó đang muốn tấn công gì đó. Ôi các bạn ơi, nó đang leo lên kìa. Wow, mình chịu hồi thành công rồi. Bây giờ mình cho nó rớt xuống nha. Nó đang muốn leo lên làm gì đó. Ok, nó rớt xuống rồi kìa. Ok, mình sẽ xuống dưới. Yeah. Ok, wow, nó đang muốn làm cái gì đó các bạn ơi. Hình như oh my god, nó khóc rồi các bạn ơi. Ok, đây là một huyền thoại. Ok, nó đang nhìn mình. Oh my god, cái gì vậy? Nó tiêu diệt mấy con này luôn các bạn. Ghê thiệt. Rồi bình tĩnh nha. Đừng nha bạn ơi. Rồi ok, các bạn nhìn cái tướng nó nè. Oh my god. Ô oh, cái
cái gì nó ghê quá bạn. Nhìn nó cao thì nó cao luôn bạn ơi. Cái này y như là được SCP-096 với lại Slenderman kết hợp lại với nhau bạn ơi. Oh my god, nó cao kìa. Oh no, nhưng mà không phải. Oh, nó dí đánh kìa. Ok, nó dí đánh kìa. Oh my god, nó đánh gì? Oh my god, nó đánh cái gì ghê vậy? Trời ơi, nó bay luôn kìa, nó có thể chịu bay luôn các bạn. Oh my god, cái gì vậy trời? Nó rồi. Ok, nó gì? Nó chạy cực kỳ nhanh luôn, mình không nhìn kịp luôn bạn ơi. Rồi, các bạn thấy rồi đó, tốc độ, sức mạnh, nhảy cao, nó đều có hết và đều được nâng cấp lên nha các bạn. Đúng là SCP-096 huyền thoại luôn. Huyền thoại là đây chứ đâu. Wow, quá ngầu luôn các bạn. Các bạn nhìn người nó đầy đủ hơn nè. Các bạn nhìn thấy không? Đó, người nó đầy đủ rồi nè. Nó không có còn gọi là hả kiểu như là hả ốm yếu như là SCP kia nữa. Người nó đã đầy đủ hơn rồi. Bây giờ nó đang làm gì đó bạn ơi? Oh my god. À đúng rồi, bây giờ mình sẽ tạo nó dí kìa. Coi cùng. Wow, nó nhảy lên trời kìa. What, nó rồi. Nó đã mất tiêu rồi. Cái gì vậy trời? Ơi, nó nhanh lắm các bạn, nó nhanh quá. Mình ơi, nó đây đẹp, ui, nó nhanh các bạn thấy nó nhanh không? Tốc độ nó tăng lên hả, không biết gấp mấy lần nữa bạn ơi, gấp mấy trăm lần luôn á bạn ơi. Oh my god, ui, cái gì vậy? Cái gì vậy? Oh my god, mình vừa mới thấy nó làm gì vậy? Oh my god, nó nhảy lên kìa. Ui, nó nhảy lên một phát, một biến mất luôn mình. Nó rồi. Cái gì vậy? Ôi, what? Nó nhảy cao vậy? Trời ơi, các bạn thấy không? Nó nhảy một phát một lên tới mây mà mình không nhìn thấy luôn á. Mình tưởng nó bay đâu rồi, ai vậy, nó vẫn còn đây. Nó đang buồn nè các bạn ơi. Nó đang buồn. Oh my god, thôi bạn ơi, mình biết bạn ngầu. Ôi, hết mưa, hên quá. Hết mưa mình có thể thấy được nó bạn. Oh my god, làm ơn nha. Làm ơn đi bạn ơi. Ôi, nó đang đứng khóc nữa kìa, nó đang khóc kìa. Chuẩn bị nó tấn công ai nữa bạn ơi. Oh my god. Chuẩn bị nó sẽ bắt ai đây? Trời ơi, các bạn nhìn kìa. Lần này nó múa máy nó còn dữ hơn, nó múa máy còn nhanh hơn. Oh my god, nhìn nó kìa. Oh my god. Ôi, what? Wow. Ôi, ghê đi các bạn. Ok, nó làm gì kìa? What? Các bạn ơi, nó đâu rồi? Kìa, nó đằng kia kìa. Nó có một cái cách mà cứ là ghê thôi. Bây giờ mình sẽ thử cho gọi là Weeder ra coi nó có tiêu gì được hay không. Nó làm gì nữa kìa, nó chuẩn bị tấn công hay gì bạn ơi. Rồi, chắc có lẽ là từ từ nha, đang chuẩn bị tấn công cái gì đó. Ok, ngồi im đi. Oh my god, quay nó bay các bạn ơi, nó bay mà y như là Superman vậy các bạn, chứ không phải là nó bay kiểu mà nhảy lên trời. Nó bay thẳng tới luôn các bạn. Ok, bây giờ mình phải đợi cho nó ngồi xuống cái đã các bạn ơi. Ok, oh my god, nó làm cái gì kìa? Nó làm cái gì các bạn ơi? Nó tấn công từ lưa hết á. Ai nó cũng tấn công hết các bạn. Oh my god. Ok, bây giờ á mình tranh thủ. Nó đang lúc nó đang gọi là hả điên cuồng lên, mình sẽ triệu hồi Weeder lên. Weeder đâu? Tấn công nó đi Weeder. Cố giành chiến thắng nha Weeder, cố giành chiến thắng nha. Rồi ok, tiêu diệt SCP-096 huyền thoại đi. Come on. Rồi ok. Trời ơi các bạn ơi, rồi ok. Rồi đánh rồi. Oh my god, bay lên rồi. Oh my god. Các bạn ơi, Weeder bị làm sao vậy các bạn? Weeder của mình chắc bị lỗi rồi. Cái gì mà nó gõ cho con cái Weeder của mình, nó nằm bẹp luôn là sao? Weeder, làm đừng có làm thất vọng mà. Rồi ok, mình sẽ chịu hồi thêm một lần nữa. Ôi, đừng có nổ. Ấy, xém tí nó không kịp rồi. Rồi, come on. Đây, 096 kìa, bắn 096 bạn ơi. Bắn 096 nó liều lắm. Nó dám bắn 096 luôn. Ok. 096 này nó không đứng yên được các bạn ơi. Nó cứ nhảy các bạn ơi. Ok. Weeder. Đúng rồi, tấn công nó. Ủa, tấn công hộp không ăn ơi, nó nhảy lên. Oh my god. Rồi xong Weeder này xong rồi các bạn ơi. Nó đi theo Weeder này ghét luôn nè, các bạn nhìn nè. Nè, nhìn nó bay lên Weeder này nè, các bạn nhìn nè. Chuẩn bị nè. Đó, các bạn thấy chưa? Oh my god, Weeder của tôi. Oh no, rồi con Weeder kia không dám đánh luôn. Rồi đánh rồi. Rồi ok, đánh nè. Các bạn nhìn Weeder này nè. Các bạn nhìn con Weeder này nè nha. Nó bay lên nè. Đói, nó bay lên nó chụp nè. Đấy, các bạn nhìn nè. Come on. Tiêu diệt Weeder đi. Come on. Oh my god. Ôi, nó bay. Các bạn thấy nó bay cao không? Đó. Nó bay lên tới mây luôn các bạn. Bởi vì mình hồi nãy mình nhìn lên mình đâu có thấy nó đâu. Mà mình nói ủa, nó đâu mất tiêu. Ôi trời, nó bay đâu rồi. Kìa, nó bay lên tới mây luôn các bạn ơi. Nó bay cao thiệt á. Trời ơi, nó bay gì cao vậy? Kìa. Nó bay rất là cao các bạn ơi. Ok, nó có bay nữa không? Ok, nó không bay nữa. Nó đuổi theo cái gì kìa. Nó đang đuổi theo. Ok, đang đuổi theo con Weeder. Rồi, Superman đâu? Tiếc chứ Superman đâu? Ui sao nó cứ bay lên trời hoài các bạn ơi. Nó đâu mất tiêu rồi. Kìa. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn kìa, nó bay. Ok, Weeder nằm đây hả? Rồi xong Weeder. Xong con Weeder rồi. Các bạn thấy chưa? Oh my god. Ghê thật luôn các bạn à. Wow! Trời ơi, đây là đây là SCP-096 Superman. Huyền thoại Superman các bạn ơi, quá mạnh luôn. Nó bay y như là Superman vậy đó. Trời ơi, nhìn đi kìa. Ngầu không?
Trời, wow, bắt đầu mình kết SCP-096 nữa nha. Lúc đầu là mình đã thích SCP-096 rồi, mà bây giờ ra SCP-096 huyền thoại này nữa, quá thích luôn các bạn ơi. Ok, lần này là mình sẽ test thử sức mạnh của SCP này, test nhẹ nhẹ thôi các bạn ơi, không có test mạnh. Đó là sao? Đó là mình sẽ cho SCP này đánh nhau với rồng Ender. Thì thực ra mình có lý do mình mới cho gọi là SCP-096 huyền thoại này đánh nhau với rồng Ender. Thì các bạn biết không, là các bạn còn nhớ không, đó là SCP-096 á, và SCP-096 bị đóng băng 100 năm á, khi mà mình cho xuống The End đánh nhau với rồng Ender á, thì chưa có một cái con SCP nào á gọi là đánh được con rồng Ender hết. Mà lần này mình thấy SCP huyền thoại này á là quá mạnh luôn, tốc độ quá nhanh và bay khá là cao, cho nên là mình sẽ đem SCP-096 huyền thoại này xuống đánh nhau với rồng Ender, không biết là có tiêu diệt được hay không. Nếu mà tiêu diệt được thì rất là VIP luôn các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho nó đứng ở đây, đứng ngay chỗ này luôn nè. Đó, rồng Ender nào mà bước ra một cái một thì coi như là xác định rồng Ender đâu. Tới gặp nhau đi kìa. Ơi bạn ơi, bạn làm tôi giật tôi khổ quá bạn ơi. Rồi, tới đi, rồng Ender đang đứng trên đây nè, đang đợi rồng Ender nè, các bạn thấy ngầu không? Các bạn thấy ngầu chưa? Đấy, đang ngồi đây nè. Rồi ok, để xem coi rồng Ender khi mà tấn công nó có làm gì hay không nha các bạn. Ok, rồi tới rồi, tới rồi, hút nè. Cha, rồi ok, dám chọc điên à. Không, rồng Ender không có chỗ đứng luôn nè các bạn. Rồng Ender... What? Trời ơi, các bạn ơi, sao nó nhanh dữ vậy trời? Cái gì mà nó nhanh dữ vậy trời? Cái gì? Wow, các bạn ơi, mình quá là thích cái gọi là hạ SCP-096 này luôn á. Nó mất tiêu rồi. Trời ơi, nó nhanh quá, nó biến mất nữa rồi. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Người ta đang nói chuyện mà biến mất, nó mất tiêu luôn rồi. Rồi, nó biến mất luôn rồi các bạn ơi. Nó kiểu như nó chạy đâu rồi. Nó làm Superman rồi các bạn ơi. Rồi, các bạn có thể thấy là SCP-096 bị đóng băng 100 năm. Ơi, không lộn, SCP huyền thoại. Đó là sự kết hợp giữa SCP-096 100 năm và SCP-096 bình thường kết hợp lại với nhau, đã tạo ra đó là SCP-096 huyền thoại. Và nó đã tiêu diệt rồng Ender chỉ với một phát một. Không nhiều nha các bạn, không làm gì nhiều hết. Chỉ một phát một là tiêu diệt ngay luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Lần trước SCP-096 không làm được gì cái con rồng Ender hết á. Nó toàn là chui chui xuống cái chỗ này nè, nó chui chui xuống cái chỗ này nè. Rồi sau đó con rồng Ender hả, đứng ở trên khè nó đồ tùm lum hết, nó không làm gì được hết. Nhưng mà lần này SCP-096 huyền thoại đã gõ cho con rồng Ender một phát một thôi. Một phát một, con rồng Ender nghẽo luôn. Yeah, biến mất rồi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và mình vừa mới gọi là thực hiện xong cái nghi thức triệu hồi SCP-096 huyền thoại xong. Và các bạn, cảm ơn các bạn đã gọi là gợi ý cho mình về cái nhân vật này. Nhân vật này khá là mạnh. Và cho nên là các bạn biết nhân vật nào mạnh nữa, các bạn bình luận ở bên dưới gợi ý cho mình nha các bạn. Rồi, và nhớ nếu các bạn là fan chân chính của mình á, thì nhớ là xem đăng cáo bao nhiêu cáo, và cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình là được rồi. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.